Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Lovegra. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Lovegra cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của lớp Gra Sildenafil Công dụng, chỉ định Dùng để điều trị các rối loạn cương dương là tình trạng không có khả năng đạt được hoặc duy trì cương cứng đủ để thỏa mãn hoạt động tình dục. Thuốc chỉ có tác dụng khi có kích thích tình dục kèm theo. Cách dùng, liều dùng Liều thông thường, một viên một lần một ngày, uống trước khi quan hệ tình dục khoảng một giờ tùy đáp ứng trên từng bệnh nhân mà có thể dùng liều từ 25 đến 100 mg một lần một ngày. Không dùng quá 100 mg một ngày và không dùng quá một lần trong 24 giờ. Chống chỉ định. Trẻ em và phụ nữ không dùng. Bệnh nhân có tiền sử bệnh lý mạch vành, mạch não. Người dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc. Lưu ý khi sử dụng. Bệnh nhân tiền sử bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ, Loạn nhịp tim trong vòng 6 tháng. Bệnh nhân bị bệnh tim, bệnh nhân bị huyết áp thấp hoặc huyết áp cao. Bệnh nhân bị viêm võng mạc. Thận trọng đối với bệnh nhân có bộ phận sinh dục biến dạng, có giải phẫu, các bệnh có thể dẫn đến cương đau. Khi hiện tượng cương dương kéo dài trên 4 giờ, phải cho bệnh nhân áp dụng ngay các biện pháp y tế. Tác dụng phụ. Toàn thân cũng như các loại thuốc khác có thể có phản ứng dị ứng trên hệ tim mạch có thể có tăng nhịp tim trên hệ tiêu hóa có thể có nôn khô miệng trên chuyển hóa có thể có tăng cảm giác khát tăng gluco huyết tăng natri huyết tăng ure huyết phản xạ giảm gluco trên hệ thần kinh có thể có tăng trương lực giảm phản xạ trên hệ hô hấp có thể tăng phản xạ ho trên mắt có thể có song hiếm gặp khô mắt tăng nhãn áp hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm lớp ra đồng thời biết cách sử dụng lớp ra sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham